sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà.
tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre lăn màu son sao màu vàng ơi, bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng dù hồ, thật lâu mới thấy được một ngày vui. Thank you.
cụ, ông các bà, cô dì chú bác của họ nhà gái bên gia đình ông thực hiện cái trao đổi giữa hai bên gia đình ông Hướng và ông Nam. Hôm nay gia đình trai có cử cái đoàn gồm cô dì, ông bà, cô dì, chú bác của cháu Hà nên để thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà. Cũng báo cáo các cụ, các ông, các bà, các cháu thì chính thức để tìm hiểu rồi thì ăn hỏi, dạm ngõ ăn hỏi thì cũng đã lâu, xong do dịch bệnh cho đến hôm nay thì chúng ta mới thực hiện cái thực ra là mang tính chất là để công bố với họ hàng anh em nội ngoại chính thức cho các cháu là lấy thành hôn. Xin trước khi thực hiện các nghi lễ thì cũng xin giới thiệu các cụ, các ông, các bà nhà nội nhà gái. Bên nhà trai thì gồm có đại diện là các cụ, các ông, các bà, đây là bà Đảo, bà họ của cháu, đây là bà Nhài, là mẹ đẻ của chú rể, và bác Ngừng, bác Bắc là bác bên bà Nhài, là chị Thái bên bà Nhài. Ngồi phía ngoài bên kia là gồm có cả các anh của ông Hướng, bố của chú rể, gồm và rất nghiệp các ông bà, cô dì, chú bác là thân hữu của gia đình, là bạn bè của các cháu. Ngày hôm nay xin phép các cụ, các ông, các bà cho nhà trai dâng lên lễ đón dâu. Thưa cụ, ông bà, ông hai bên hàng họ, nay là ngày lành đã tốt, hai gia đình là tốt nhất là để sự chính quyền địa phương tổ chức cho các cháu về chung một nhà. Cũng chả biết nói gì hơn là xin cảm ơn các ông bà đã bớt chút thời gian đến với gia đình Leo ra. Cũng muốn giới thiệu với các ông bà thì bên thành phần bên họ nhà gái thì cũng có ông Nam là bố của cháu Linh, và Miến là mẹ của cháu Linh, đây là bác Vân là bác ruột của ông Nam, kia là ông chú ông trẻ, kia là cụ của cháu, với lại cả toàn thể anh em họ hàng nội ngoại bên nhà gái là cũng có mặt đông đủ để tiếp đón nhà trai, và cũng xin phép nhất trí là đưa ông bà để cho ông Nam và Biến nhận cái lễ của gia đình nhà trai. Tham mời bên lễ bà đã. Để đây chụp ảnh sang đây, các anh để tạm để vào đấy xong chụp cái ảnh đón nhận được đấy. Câu dầu vào giữa. Rồi hai bà trao bà nhận. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Uống nước như nguồn làm phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng, cùng đức sinh thành, người hỡi đừng quên
treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn
pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Dạ vâng, kính thưa các cụ các bà, cô dì chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của họ tộc gia đình nhà trai cũng như của gia đình nhà gái. Vâng, như vậy là phái đoàn đón dâu của họ tộc gia đình nhà trai cũng như phái đoàn đưa dâu của họ tộc gia đình nhà gái cùng với hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta đã có mặt tại gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho gia đình cũng như đỡ lời cho chú rể Hữu Hà và cô dâu Mỹ Linh xin gửi tới các cụ cậu các bà, cô dì chú bác của hai bên gia đình cũng như bạn bè của cô dâu và chú rể lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Vâng, thay mặt gia đình xin được đọc kính mời các cụ cậu các bà, cô dì chú bác chúng ta uống nước ạ. Mời cao ạ. Vâng, tình cảm của hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta đã đơm hoa kết trái. Và ngày hôm nay đây thì phái đoàn đón dâu của họ tộc gia đình nhà trai đã cùng với chú rể Hữu Hà đã trở về với gia đình nhà gái đón cô dâu Mỹ Linh. Và ngay giờ đây thì là phái đoàn họ tộc gia đình nhà gái cùng cô dâu Mỹ Linh, chú rể Hữu Hà đã có mặt tại gia đình nhà trai. Vâng, để cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của họ tộc gia đình nhà trai cũng như có những đôi lời phát biểu gửi gắm cô dâu Mỹ Linh đối với họ tộc gia đình nhà trai thì sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn của họ tộc gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể phố thôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt thì hai ông bên gia đình ông bà thông gia đã quyết định tổ chức lễ thành hôn cho các cháu bên gia đình nhà gái trai thì được sự ủy quyền của ông bà Lam Viến thì tôi được ủy quyền là đại diện gia đình nhà gái giới thiệu các cụ. Tôi tên là Chuyên, cậu ruột của cháu Mỹ Linh ạ. Thì cũng đến giờ phút này thì báo cáo các cụ ông bà là cái về phần đăng ký kết hôn của các cháu với chính quyền địa phương thì cũng đã hoàn tất thủ tục rồi, chỉ còn có là báo gia đình chúng ta tổ chức lễ cưới cho các cháu về chung một nhà. Thì cũng không biết nói gì hơn, thứ nhất là xin gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ ông các bà cùng toàn thể thôn. Thứ hai là cũng xin gửi gắm cháu Linh về gia đình nhà trai. Trong cuộc sống thì chắc là cháu nó còn các cháu nó còn trẻ tuổi thì chắc cũng có nhiều những cái bỡ ngỡ. Thì cũng mong muốn các cụ ông các bà với thì hai bên gia đình cố gắng là nhắc nhở rèn giũa các cháu để cho nó trở thành dâu ngoan dễ hiền. Trong cuối cùng không biết nói gì hơn là xin phép là cảm ơn các cụ ông bà một lần nữa. Vâng, để đáp lại những tình cảm của họ tộc gia đình nhà gái cũng như đón nhận cô dâu Mỹ Linh trở về với họ tộc gia đình nhà trai để cho hai bạn trẻ cũng là Mỹ Linh của chúng ta chung sống cuộc sống vợ chồng thì sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn họ tộc gia đình nhà trai cũng có đôi lời phát biểu. Thưa các cụ các ông các bà hai họ, báo cáo với các cụ các ông các bà là được sự ủy quyền của các cụ các ông các bà bên họ nhà trai giao tôi làm trưởng đoàn nên đón dâu. Cũng báo cáo với các cụ các ông và các bà cho đến giờ phút này là đoàn đi là an toàn và trong quá trình lên trên nhà gái thì cũng đã được các cụ các ông các bà bên họ nhà gái là đón tiếp rất là trọng thị hiếu khách và tạo điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất để đoàn có thể ra về an toàn và đúng giờ theo cái giờ mà hai bên gia đình của hai bên gia đình đã thống nhất. Chúng xin được báo cáo với các cụ các ông các bà và bàn giao lại và cũng xin được trao cô dâu cho các cụ các ông các bà để làm các thủ tục tiếp theo. Sau đây xin mời
các cụ các ông các bà bên họ nhà trai chúng ta đo nhận dâu và làm các thủ tục khác. Xin chào mọi người, xin mời hai ông trưởng đoàn chúng ta bắt tay ạ. Thầy Yên Kinh và Kiếp cho gia đình này, con một trăm ba mươi bốn để chúc mừng gia đình này. Các ông trưởng đoàn và tập gia đình nhà trai đã có ý kiến phát biểu cảm ơn tập gia đình nhà gái, và cũng và đến giờ phút này thì ông trưởng đoàn và tập gia đình nhà trai đã hoàn thành nhiệm vụ và trao trả hai bạn trẻ cũng như là tình cảm của hai bên gia đình cho tập gia đình nhà trai. Vâng, kính chào các cụ, các ông bà, cô chú, chú bác. Như vậy là hai bên gia đình đã có những ý kiến phát biểu trao dâu nhận rể. Thay mặt cho hai bên gia đình, thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin chân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô chú, chú bác. Và giờ phút này đây thì xin phép các cụ, các ông, các bà, cô chú, chú bác của hai bên gia đình cho phép chú rể Hữu Hà và cô dâu Mỹ Linh sẽ trở lên phía trên nhà để thắp nén hương bái yết tổ tiên. Mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh nồng nàn đôi môi.
dịp gian chúng đôi. Kính thưa các cô cậu các bà, cô chị chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình cũng như bạn bè của hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh thân mến. Vâng, có lẽ những giây phút đẹp nhất buổi trưa ngày hôm nay tại hôn trường họ tộc gia đình nhà trai xin phép được diễn ra. Lời đầu tiên thay mặt cho gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin gửi tới các cô cậu các bà, cô chị chú bác của hai bên gia đình cũng như bạn bè của cô dâu và chú rể lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất. Vâng, và sau đây xin mời các cô cậu các bà, cô chị chú bác, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cổng tân hôn và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật dài thật lớn chào đón diện diện của cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa các cô cậu các bà, cô chị chú bác của hai bên gia đình cũng như bạn bè của hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh thân mến, đang tiến vào hôn trường hội cưới của họ tộc sân nhà trai buổi trưa ngày hôm nay là hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh, những người đẹp nhất, những người hạnh phúc và lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, tay trong tay bước lên một vinh hoa gia đình tình yêu và hạnh phúc dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả các cô cậu các bà, cô chị chú bác của hai bên gia đình. Vâng, kính thưa các cô cậu các bà, cô chị chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình cũng như bạn bè của hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh thân mến, đang hiện diện trên sân khấu của họ tộc gia đình nhà trai buổi trưa ngày hôm nay là hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh cùng đại diện hai bên gia đình. Một lần nữa xin mời các quý vị, chúng ta hãy dành cho gia đình, dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Vâng, kính thưa các cô cậu các bà, cô dì chú bác, bạn bè nam nữ xa gần của hai bên gia đình cũng như bạn bè của Hữu Hà và Mỹ Linh thân mến. Vâng, thật đúng là đâu có phải mùa xuân hoa mới nở mà hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông, chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đón nắng bình minh. Hôm nay Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta kết duyên đẹp đôi loan phượng, chúc mai sum vầy. Vâng, kính thưa toàn thể duyên ôn thân mến, sau những khoảng thời gian yêu nhau tìm hiểu, Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta đã tìm thấy được bến bờ hạnh phúc của riêng mình và đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau được nữa nên đã về thư chuyện với hai bên gia đình, xin phép được kết duyên loan phượng. Và buổi trưa ngày hôm nay đây tại hôn trường họ tộc gia đình nhà trai, trong tình người vấn vương, gia đình đôi bên cũng như chú rể Hữu Hà và cô dâu Mỹ Linh rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của tất cả các cụ cậu các bà, cô dì chú bác của hai bên gia đình đã và đang dành tình cảm cho gia đình, dành tình cảm cho hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh. Và để ra mắt cũng như kính chào toàn thể duyên hôn về phía họ tộc gia đình nhà trai, tôi xin trịnh trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hướng và bà Đào Thị Nhài là bố mẹ của chú rể Hữu Hà sẽ bước lên một bước cúi chào toàn thể duyên hôn. Xin được tạm biệt. Về phía họ tộc gia đình nhà gái, tôi xin trịnh trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Văn Nam và bà Đào Thị Biến là bố mẹ của cô dâu Mỹ Linh cũng sẽ bước lên cúi chào toàn thể duyên hôn. Vâng, kính thưa toàn thể duyên thân mến, như vậy là nhà dâu nhà rể đâu xa, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, và nhà dâu và nhà rể cũng đã kể chung vui hạnh phúc chúng ta lo cùng. Xin kính chúc cái tình thông gia sẽ mãi mãi bền chặt và sẽ dành nhiều tình cảm hơn nữa để cho hai bạn trẻ Hữu Hà Mỹ Linh của chúng ta hạnh phúc dài lâu. Vâng, kính thưa toàn thể duyên hôn thân mến, và có lẽ hai người đẹp nhất, hạnh phúc và lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, chú rể Hữu Hà, cô dâu Mỹ Linh sẽ nắm chặt tay nhau bước lên ra mắt cúi chào toàn thể duyên hôn. Xin được tạm kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể duyên hôn thân mến, vâng, thật đúng là hoa đến thì hoa phải nở, mà lúa đến thì lúa phải trổ bông, đò đầy bạn thì đò phải sang sông, em đến duyên em đi lấy chồng. Hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta cũng vậy, hạnh phúc đã thực sự đến với hai bạn trẻ, và chắc chắn rằng một tình yêu, một mái ấm gia đình sẽ là mãi mãi đối với hai bạn trẻ. Vâng, và để đánh dấu trong mốc son quan trọng đó, sau đây tôi xin trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của Hữu Hà Mỹ Linh chính thức được bắt đầu.
Và cặp nhẫn yêu thương, cặp nhẫn thiêng liêng đó chính là minh chứng cho tình yêu của hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng bước lên một bước, tay trong tay trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể sư đồ thân mến, hạnh phúc đã thực sự đến với hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh. Hai bạn trẻ đang tay trong tay trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương, và cặp nhẫn này sẽ theo hai bạn trẻ và chúng ta trong suốt cuộc đời. Và chính từ giờ phút này đây, anh sẽ nguyện là dòng sông cho em là gió lộc, anh sẽ là gió lộc cho em là mây bay, anh sẽ là nắng mai cho em là hoa nở, và Hữu Hà của chúng ta nguyện sẽ là lối nhỏ để cho Mỹ Linh bước vào đời. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc phúc cho hai bạn trẻ. Và trong ngày vui trọng đại của hai con của mình, bố mẹ của chú rể Hữu Hà có một món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho hai con của mình. Xin trân trọng kính mời. Người ơi đừng quên công cha nương núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong con một kính thưa toàn thể sư thân mến. Dẫu biết rằng chuyện dân vợ gả chồng đó là trách nhiệm, là bổn phận của các bậc sinh thành, tuy nhiên đó là món quà vô cùng ý nghĩa mà bố mẹ của Mỹ Linh cũng như bố mẹ của Hữu Hà đã dành cho hai con của mình từ khi sinh thành đến bây giờ, và sẽ là mãi xây dựng hạnh phúc gia đình và hạnh phúc lứa đôi đối với hai bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh. Trong ngày vui trọng đại của hai cháu, bà nội của chú rể Hữu Hà cũng có một món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Với món quà mà ông nội của chú rể Hữu Hà đã dành tặng cho hai cháu, xin được mời. Một hạnh phúc to, chúc cho cháu, hai cháu là trăm năm hạnh phúc bền lâu. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin đồng cảm ơn bác Lan Tích đã. Vâng, xin đồng kính mời ạ. Và bố mẹ nuôi của chú rể Hữu Hà dành tặng cho hai con của mình. Mong rằng Hữu Hà và Mỹ Linh của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em trai Toàn Thương cũng trở về sân khấu luôn đẹp. Vâng, sẽ ấm mừng. Món quà hết sức ý nghĩa kèm theo những lời chúc hết sức ý nghĩa. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc mà gia đình chị gái Lan Sinh muốn dành tặng cho. Vâng, và tiếp theo xin trân trọng kính mời gia đình em trai Toàn Thương. Vâng, món quà hết sức ý nghĩa mà gia đình em trai Toàn Thương đang dành tặng cho hai em Hữu Hà và Mỹ Linh. Mong rằng hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc dài lâu. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời cháu Hưng. Xin đọc cảm ơn cháu Hưng dành tình cảm cho Hữu Hà và Mỹ Linh. Hạnh phúc sẽ là mãi mãi đối với bạn trẻ Hữu Hà và Mỹ Linh.
trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu.